quay cảnh đường vô chùa Ông Chóp cho người coi nha. Đây là đường vô chùa Ông Chóp. Đây là chợ Ông Chóp mọi người. Sẽ vô ngôi chùa Ông Chóp cho mọi người xem nè. Đây là chùa Ông Chóp nha mọi người. Đây là cổng chùa Ông Chóp nha mọi người. Đó, sẽ quay chùa Ông Chóp cho mọi người xem nha. Đây là cái cổng ngoài. Đây là cổng chính nha. Đây mình vô bên trong chùa Ông Chóp cho mọi người xem nè. Đây là ngôi chính điện nha. Đây là chùa Ông Chóp nha mọi người. Đây là bên trong chùa Ông Chóp nè. Đây là bên trong chùa Ông Chóp nha mọi người. Đó, người nhìn thấy không? Quá đẹp luôn. Đây là ngôi chính điện nè. Chính điện chùa Ông Chóp nè. Chào mọi người, đây là chùa Ông Chóp nha mọi người. Mình sẽ quay cảnh chùa Ông Chóp cho mọi người coi xem nha. Đó. Ở đây là chiếc ghe đua nha mọi người. Hôm nay mình quay tới đây thôi. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người trong video khác nha.